Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Ngày hôm nay thì trận đấu kia hôm nay thì đánh cũng khá là khó anh em ơi. Khả chỉ được top 20 thôi. Và ngày hôm nay thì Khả muốn soi cho anh em một cao thủ, đó là Võ Đăng Quyền, No 1 server. Nhìn sơ qua thì có hỏi thăm sơ qua thì này No 1 server anh em ạ. Và mắt vẫn là một tịch tại thì kinh. Đại sư quân. Hôm nay thì được top 5 tổng kim, 836k và 141 mạng. Giết được NPC 13, tử vong 52 lần. Trời ơi, chịu khó tử vong dữ. Võ Đăng Quyền đây mà cũng có nhiều trận cũng tranh top 1, top 2 với bà Tân này nọ, khá là dữ nè. Võ Đăng Quyền nè. Đây anh em à, cho anh em xem đồ của anh này như thế nào nha. Đây top 5. Rồi ok, anh mới đứng đây. Đây anh đứng đây, anh em thấy đẹp trai. Đó, nung lá nung đồ các kiểu. Rồi ok, anh em cùng xem đồ thế nha anh em. Đây, đang hiểu mình ui, một cây có vẻ một cây vũ khí chón 40 dòng 1 nè mà. Một cây khí chón 40 dòng 1. Đây, chón 40 dòng 2. Cái này thì không biết mua nhiêu, nhưng mà đỡ nói thì cây vũ khí này cũng dạng hàng No 1 server đó nè. Tìm không ra đâu nè em ơi. Kẹt cái hình này, đây nè. Đây. Chón 40 dòng hàng 2. Hàng 2 góc này nó che cái hình khó chịu vậy. Đây nè, chón 40 dòng 2. Cây này cây vũ khí có thể là cây đầu tiên server sử dụng một cái nón kháng họa chống 40 sinh lực nỗ lực. Đợt này thì được hai cái móc này chắc chắn được hai cho mình cái được cái móc 80 chón này, 80 chón. Một cái áo kim phục hồi 40 sinh lực 134. Một dây chuyền kháng tất cả 14 sinh lực nỗ lực. Wow, dây chuyền quá đẹp luôn em ơi. Dây chuyền này kháng cả 14 server này chắc tiền không luôn nè. Một bao tay làm chậm 40 sinh lực, nhẫn sinh lực cao, nhẫn sinh lực cao kháng lôi 19, ngập bội sinh lực 162, kháng hỏa 15. Một đai lưng kháng lôi 28, sinh lực 121. Một đôi giày kháng lôi 29. Nói chung hiệu ứng kháng lôi này là có thể là tương đối đẹp rồi em ạ. Mắt rồi 19, 28 và 29. Với dây chuyền kháng cả này kháng lôi mắt 75 rồi, quá trâu. Kháng hỏa thì được 15, với năm này là 20, 20 này. Giữa này kháng hỏa được 30 mấy, 30, 29 đi. Kháng lắc thì kháng hỏa cũng khá tương đối. Thì tính sơ qua thì này đang có cho mình là làm chậm 40 nè mà, làm chậm 40 và làm chón 480. Cái vũ khí này tiền không lắm nè. Nhìn vào sơ vào thì thấy cái vũ khí khá là đẹp, với lại dây chuyền và bao tay, đai lưng, đôi giày đường khá là pin, khá đẹp. Rồi nói chung thì set đồ này thì Khải không dám biết bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ set đồ này cũng khá là nhiều tiền đó nè. Nội dây chuyền này không đã Khải nghĩ cũng một bội tiền đó nè. Server này những dây chuyền kháng cả như thế này cũng dạng hàng hiếm server, hàng nô đó nè, không tìm ra đâu. Kháng cả 14 quá đẹp luôn. Rồi hôm nay thì đợt này Đại Dương được top 5 tống kim rồi nè. Anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho Đại Dương một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cũng như ủng hộ video của Khải nha em ơi. Và sau mỗi trận tống kim thì Khải sẽ sau đồ cao thủ tiếp theo cho anh em xem. Sau đó sẽ những cao thủ khác anh em chú ý xem like, xem video trên kênh YouTube vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha em. Khải sẽ up cho anh em xem những video tống kim nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Lên tống kim, lên phong độ anh em ơi.